Lễ hội Quán Thế Âm. Lễ hội Quán Thế Âm là một lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho mưa thuận gió hòa, là dịp để mọi người, mọi giới chan hòa trong không khí hội hè, soi mình vào bản sắc văn hóa dân tộc để ngày một sống tốt đẹp hơn. Lễ hội Quán Thế Âm góp phần phục hồi và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Lễ hội được tổ chức hàng năm cứ đến ngày 19 tháng 2 âm lịch. Lễ hội được tổ chức ngày một tầm vóc và quy mô cả về hình thức lẫn nội dung. Lễ hội Quán Thế Âm được tổ chức hàng năm tại khu du lịch Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Phần lễ mang màu sắc nghi lễ Phật giáo với các nội dung lễ rước ánh sáng. Nghi lễ rước ánh sáng thường được tổ chức vào tối ngày 18, gồm rước đuốc, rước kiệu, múa lân, múa rồng để cầu mong ánh sáng soi đường cho chúng sinh. Mà trong Phật giáo, ánh sáng đồng nghĩa với trí tuệ sáng thì tấm lòng đạo đức trong sáng sẽ làm được nhiều việc thiện. Lễ khai kinh, lễ được tổ chức vào sáng sớm ngày 19. Đây là lễ cầu nguyện cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc. Lễ trai đàn trần tế, lễ này cũng được tổ chức vào sáng ngày 19 để cầu siêu, cúng thịt loại chúng sinh. Thường trước đó, các con nhang Phật tử gửi danh sách người thân đã mất đến chùa để làm lễ cầu siêu. Trong lễ này phải mời người có danh Phật để đứng ra làm lễ. Lễ thuyết giảng về Bồ Tát Quan Thế Âm của dân tộc được cúng và tổ chức vào sáng ngày 19, ngợi ca lòng từ bi bác ái của Phật Bảo Quan Âm Bồ Tát và cầu nguyện cho dân tộc an bình thịnh vượng. Lễ rước Quan Thế Âm được tổ chức vào 10 giờ sáng ngày 19. Sau các nghi lễ trên, bốn người khiêng kiệu trên có tượng Phật Bà đi trước, các Phật tử đi sau. Kiệu được khiêng từ trên chùa và đi xuống chiếc thuyền đậu trên sông Cổ Điện, nhánh của sông Cổ Cò. Sau đó cho thuyền chạy vòng quanh sông Cổ Cò. Lễ này nhằm cầu nguyện cho đồng bào chúng sinh đi biển, đi làm ăn trên sông nước được thuận lợi, bình an. Ngoài các nghi lễ trên, còn có lễ tế xuân, cúng sơn thủy thổ thần để cầu quốc thái dân an. Lễ được tổ chức vào đêm ngày 18. Trong các ngày lễ, các bu lão của phường Hòa Hải, Hòa Quý khăn áo chỉnh tề, tay cầm cờ, đuốc, lồng đèn, có đội nhạc cổ và chiêng trống đi theo. Sau khi làm lễ và đọc văn tế, đoàn bô lão sẽ dẫn đầu đoàn rước cỗ xuống bờ sông Cầu Biện để mở hội hoa đăng, rồi từ chùa Quan Thế Âm đi quanh các khu phố làm lễ hội non nước, xuống khu du lịch non nước và trở lại lễ đài. Về phần hội, diễn ra nhiều các hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc, xen lẫn các lễ hội hiện đại như hóa trang, hát dân ca, nhạc họa điêu khắc, múa tứ linh, thả đèn trên sông, hát tuồng, các loại hoạt động văn hóa như triển lãm thư pháp, tranh thủy mặc, thuyết minh về danh thắng Ngũ Hành Sơn, hội thi nấu ăn. Đây đây có em. Tuyệt đối không mua bất cứ hàng hóa nào của các người bán hàng rong. Các hàng quán lấn chiếm lòng lề đường trong khu vực lễ hội làm mất trật tự, làm cản trở giao thông. Tuyệt đối không mua chim cánh để phóng sinh trong dịp lễ hội.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.